Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ PC toàn bộ các linh kiện đến từ MSI để thỏa lòng các fanboy từ nhà dòng. Và linh kiện đầu tiên được mình lựa chọn đây là CPU. CPU là Ryzen 5 3600 với 6 nhân 12 luồng, dung lượng boost tối đa có thể đạt đến 4.2 GHz. Theo mình thấy, đây là một trong những mẫu CPU tốt nhất của AMD từ trước tới nay, tốt về cả hiệu năng đơn nhân, đa nhân lẫn về phần nhiệt độ. Nhiệt độ mẫu CPU này theo mình thấy tỏa ra ở mức tương đối thôi. Tuy nhiên, mình vẫn trang bị cho em nó một tản nhiệt rời. Thứ nhất để cho bộ PC nó đẹp hơn, và cái thứ hai để nhiệt độ CPU luôn hoạt động mát mẻ nhất. Hoặc nếu như anh em có nhu cầu ép xung thì một cái tản nhiệt rời bao giờ cũng yên tâm hơn so với tản nhiệt stock. Card đồ họa RX 5600 XT là một trong những mẫu card đồ họa mới nhất đến từ AMD, và đây được phiên bản được mình lựa chọn đến từ MSI Gaming X. Thì anh em có thể thấy về phần heat sink, hệ thống tản nhiệt rất là nạp, đảm bảo cho anh em hoạt động trong thời gian dài không lo vấn đề nhiệt độ, kể cả case của anh em có bí thì cũng không phải lo. Cùng với đó là một thiết kế mới so với các dòng gaming X trước, thì cái này đẹp hay xấu là do anh em thôi, cái này thì mình sẽ không đề cập tới. Không thể thiếu là bo mạch chủ B450 Tomahawk Max đến từ MSI. Đây là một trong những mẫu bo mạch chủ bán chạy nhất, nên anh em không cần phải bàn cãi nhiều về phần chất lượng cũng như là về độ ngon của mẫu bo mạch chủ này. Hệ thống tản nhiệt heat sink cho VRM này, khe PCIe được bọc thép và đầy đủ các cổng ăn chơi mà anh em mong muốn. Và mình sẽ lựa chọn 2 thanh RAM với tổng dung lượng là 16GB để đảm bảo cho các nhu cầu đa nhiệm. Với các bộ PC mạnh như này thì chắc chắn anh em sẽ làm các công việc khác, ví dụ như đồ họa hoặc có thể thêm vào streaming, thì 16GB RAM không nhiều nhưng vẫn đủ để thực hiện các tác vụ trên. Và để cấp nguồn cho bộ máy, mình sẽ sử dụng một bộ nguồn 600W công suất thực đi kèm với một SSD 240GB. 240GB không nhiều, tuy nhiên thì nó vẫn để đủ để cài Win để anh em cài thêm một số ứng dụng khác. Còn nếu như anh em có nhu cầu lưu trữ thêm thì có thể mua thêm ổ cứng ngoài. Và toàn bộ các linh kiện kể trên mình sẽ đặt ở trong vỏ cây MSI Vampiric. Lý do tại sao mình lại lựa chọn vỏ cây này, thứ nhất bởi vì nó đến từ MSI. Chủ đề của video ngày hôm nay là toàn bộ các linh kiện của PC đến từ MSI. Cùng với đó là nó ngon nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi, hai cái lý do đấy là lý do mình chọn bộ cái này. Đấy là phần vẻ ngoài thôi, mình sẽ đến phần trải nghiệm hiệu năng, test một số các tựa game để anh em có một cái nhìn tổng quan nhất về bộ PC này.
Qua phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi thì anh em đánh giá sao về cái combo này, có phù hợp với các nhu cầu của anh em không? Và nếu như anh em quan tâm thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Anh em nếu quan tâm thì có thể click vào, hoặc nếu có thắc mắc gì hãy để lại ngay dưới phần bình luận, chúng mình sẽ giải đáp cho anh em. Ok, anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Công Motor để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn lại anh em ở những video sau.